Các bạn thân mến, hôm nay là chiều 15 tháng 11. Thì tối nay bạn này không phát trực tiếp nữa, thì tôi có mấy chậu này tôi đưa đây. Thì mỗi ngày cứ nhặt vài chậu. Thì xanh thì nó cũng không không phải xanh lắm, nhưng có cây này là thân là khá là vàng này. Dòng thân vàng này. Tôi trồng chỗ đất rồi đấy. Thì cây này là 500 nghìn thì chia sẻ này. Còn đây có một chậu có ba cái kiến, thì có cái tím và có cái thân cũng gọi là khá là xanh, 400 nghìn ba con kiến. Giờ đi, đây có một cây nã chỉ thiên 250 nghìn, còn cây này là 100 nghìn. Đây còn có ba cái phần dề, cái này là một cái này hai dề này, cái hai dề, cái này là 200 nghìn, 250, 300. Đấy thì tôi ấy, thế thì quay lên thì bạn nào sưu tầm thì sưu tầm. Chứ tối nay thì cái này thì nó rộng hết lá này, cái thân là nó rất đẹp này, tôi định trồng nhưng tôi lười, tôi chưa chưa trồng này. Cái này là từ hôm trước này, thì 200 nghìn thì tôi chia sẻ. Cái thân của nó lên đây nhưng mà nó bị hỏng cái đầu này, sâu trước này, cái nó ngắn này. Cái này thân nó khá xanh này, thân tơ thân tiết này, tùm lum tà le này. Đấy, những cái đây là những gốc hoa. Đấy cái này nó mảng gốc rừng này. Cái thân năm nay là nó ngắn này, nhưng những cái thân này nó trên một gang hết rồi các bạn. Hình một là 200 nghìn. Ừ, mấy cái rè này là của Chiu Mon Ray này. Còn có con kiến này của Gia Ly này. Đấy. Hình của Gia Ly thì có một cái hình con kiến này thôi. Hình một này là 200 nghìn. Sang hình 2 là 250 nghìn, nó có hai cái rè này. Cái rè này thì có hoa rồi này, có hoa trong rừng. Thân đầu cái này được một gang này. Và đây một cái ngắn này, cái ngắn này thì chưa có hoa này. Vì nó bé tí này, nó chưa có hoa. Hai cái này là đấy. Thân thân già nó đây, cái này thì chưa hoa này. Thì nhiều bạn cứ hỏi mặt hoa hoặc biết là như thế nào. Còn cái này thì nó được một gang này. Đấy hình hai là hai cái này là 250 nghìn. Sang hình ba thì có hai cái này, một cái này đấy nó cũng rất là nhiều thân này, cái này nó được khoảng 12 cm này. Cái này thì chưa có hoa, hai cái này là đều chưa có hoa, trông thân nó dài này nhưng chưa có hoa, có thân già dài, còn thân hôm nay đó thân mảnh lá lá tre, nhưng lá tre dày. Đây thân nó như thế này, mặt sau đây cây này trông thế nhưng mà thân nó khá xanh nha các bạn này. Đấy thân nó khá xanh đó. Thân nó khá xanh nhưng ngấn cổ hình như vẫn có này, có ngấn cổ thân xanh đó. Còn đây là cái này thì nó ngắn này, thân nó như thế. Hình ba này là 200 à 300 nghìn, hai cái rề này. Tiếp theo thì mấy cái chậu thì tôi trồng nó lại bán rẻ thì tôi cứ thi thoảng tôi đưa, còn không thì tối mai lại đấu giá chẳng hạn này. Thì mình cứ loanh quanh mình đấu mấy cái này, bạn nào ưng thì sưu tầm. Cái chậu này là 150 nghìn, cái thân này thì nó có hoa rồi. Đây này tôi cắt tôi trồng nó ra rễ này, cái này tôi trồng mới thôi không không lâu đâu. Đây là lá ngọn, nó vẫn lá ngọn của rừng đây, tức là khi mình trồng đây nó bén rễ ra đây thì là lá nó tươi, các bạn thấy chưa, lá nó tươi, thân nó như thế. Cứ quay mặt trước mặt sau rồi các bạn xem, cây này thì có nhiều chấm tím. Nó được hơn một gang, 150 nghìn cái chậu này. Khi gửi thì bạn nào sưu tầm thì một là gửi chậu thì tôi cũng cho chủ yếu vỏ thông, xốp ở dưới và vỏ thông to đến vỏ thông nhỏ. Đấy thì cứ trồng một thời gian tháng là nó ra rễ này. Đấy các bạn thấy rễ nó ra đó. Còn nếu không thì nhóc nó lên là gửi thì 150 nghìn.
Đấy là hình 4. Sang hình 5 là 200.000. Cái này nó chỉ được hơn 10 cm. Như con kiến này, đây là một con kiến này, con kiến rừng này, nó có hai ba thân, nó chưa có hoa. Ôi cái này tôi buộc chặt nó này, tôi buộc chặt nó thít mất rồi. Thì các bạn hình dung là khi cái cây rừng này về thì thân của nó tóp đi, mình buộc chặt quá là nó về nó tưới đều nước là nó căng, nó hút là nó trương đấy, nó chặt quá lại phải tháo ra. Còn cái đấy, cái thân bên này thì chắc nó được khoảng 12 cm đấy, nó thắt ngọn lên, nó lên cái mầm nó thắt ngọn đấy, các bạn nhìn lá thì lá nó cũng dày đấy. Còn cái bên này thì nó là một cái gốc thân già, gốc thân già, như cái thân này thì cũng không thấy, đây nó quắt queo không thấy biết có hoa hay không. Nhưng Cái mà này này. đấy thì các bạn này, rễ nó ra tùm lum này, à hai cái này nó lên ngắn hay thôi, nó đã thắt ngọn đấy. Một con kiến bên này là đấy, thân già không biết có hoa, phải hoa không? À đây, cái nốt của năm trước có hoa đây các bạn, nốt hoa cái thân năm trước, cái thân năm vừa rồi thì chưa có hoa, thân thân năm trước nữa thì là có một nốt hoa đấy. Kiến cái này thì nó bị dập nó gãy đây, cái này là thân thân của năm trước có hoa đây. Còn cái mầm bên này thì nó như thế này, là thắt ngọn mất rồi. Cái bên này thì nó ngắn thôi, nó có hai cái mầm này, trông rất đẹp đây, nhưng mà nó là hai cây khác nhau đấy. Thì 200.000, bạn nào sưu tầm thì sưu tầm, còn không thì tối mai tôi lại để đấu giá, mình nhớ đưa này nó mai đấu giá. Thì khi đã đấu giá thì giá các bạn đưa giá nào là tùy. Cái này thì được 30 cm, cây này lá dòng lá chỉ thiên này các bạn, thì rất nhiều người là hay hỏi dòng lá chỉ thiên, thì cây này là hình 6, 250.000. Đây là rễ nó ra hết đây, đấy rễ nó bén hết ra đây. Đây còn cái gốc rừng là tôi cắt hết rễ này. Các bạn ấy thì tôi trồng rất đơn giản, tôi cắt rễ tôi buộc nó để thế này đấy, rễ nó ra này, nó có rễ này. Thì cái chậu nó cũng không nặng lắm đâu, nếu bạn nào sưu tầm thì cũng nên gửi vào chậu. Cây này là dòng lá chỉ thiên này, lá này vẫn lá từ rừng này, khi tôi về tôi trồng hơn tháng này nó lên được lá đây này, hai cái lá này là đây này, các bạn nhìn dấu nó từ đây này, bên ngoài này là cũ của rừng, tức là khi về là cái này nó còn hơi bú bút, còn đây lá lên này, rất nọ đấy. Cây này thân dưới này là gọi là C, thuộc bên dòng lá chỉ thiên đấy, từ bọc nó chặt quá này phải tháo bớt đấy. Hình 6 này là 250.000. Sang hình 7 này thì gồm 3 con kiến, trong nó có con này thân khá xanh này các bạn này, đấy các bạn thấy chưa, nó xanh nhưng mà nói xanh sạch không thì nhìn nó cũng chả, hình như cũng xanh mặt đằng sau. Đấy, ở đây chỗ đây nó vẫn có chấm tím này các bạn này, cây này là khá là thân là khá là xanh này, cổ lá thì các bạn thấy nó cũng kiến nó nhỏ nhìn, nhưng mà về dại phía dưới thì nó có chấm tím này. Thì đây là kiến, ba con kiến này là kiến chưa chưa có hoa. Con kiến này thì trồng nên nó nói chung nó chả lên, nó lên được một tí này, còn đây vẫn lá rừng này, lá rừng. Ba con kiến, ba cái này là 400.000. Đây này các bạn nhìn, chẳng hạn như con này là nó thân xanh, còn con này nó tím, nó vẫn tím này, cùng môi trường này đấy. Cái này nó bị gãy thân này, con kiến nó bị gãy thân lên này, như lên đây một cái kỳ này, và đây nó lên hai mầm nữa này, nó bị gãy cái thân này, kiến kiến nù này,
kiếm thân nổ đấy, nó lên được hai cái mỏm gốc này và một cái kỳ do nó gãy đây đấy. Còn cái bên này thì nó chỉ nên lên, không lên được tí nào. Cái bên này thì tím đấy, tím đây này, còn con này lá tím này. Đấy, như cái này thì khá là xanh. Cái này nó được cũng phải hơn 10 cm này, còn mấy cái đây thì nó nhỏ nhỏ. Thế nào bạn nào ưng thì siêu tầm thôi, ba con kiến này 400.000. Các loại này thì chưa. Ồ, cái này được hay là có hoa. Cái mấu này hình như là trông là có hoa này. Tôi sờ nó mấu mấu nhìn chả được. Cái này hình như là hay có hoa. Nó còi cọc nên nó bé tí là nó có hoa. Như cái này thì chưa hoa này. Cái đây thì cũng chưa hoa. Đấy, như con kiến bên này thì xem thân già. Đấy nó còn vướng cả cái gì vậy? Đấy, các thân già nhất là xanh. Đấy. Tôi buộc nó sâu quá. Tôi buộc cái thân này nó chặt quá rồi các bạn. Chặt thít rồi. Úi giời, buộc chặt quá. Đợt buộc chặt thì nó có nó dính cái gì lên đó. Thôi cả. Đấy, con thấy nó khá là xanh đó. Bạn nào siêu tầm 400.000. Sang cây hình số 8 này là 500.000. Cây này tôi trồng một chậu đất vì tôi mấy cái thân này, cây này thân nó vàng. Thân vàng mảnh này tôi trồng. Cái này chưa có hoa. Cái này chưa hoa. Rất là nhiều thân. Rễ nó ăn tốt vào đây rồi. Cái đây là cái cỏ chứ không phải mầm ấy. Ừ, các bạn trồng chậu đất nó mát nên nó hay ăn vào cái vỏ chậu này. À, rẽ nó bén hết rồi đây. Ừ, nhưng mà cây này bạn nào sưu tầm thì bóc nó ra vì cái chậu đất này gửi là rất là nặng. Đấy. Cây này nó được gần 2 gang. Cây này cái dòng đây là thân mảnh, thân vàng. Trồng đấy tôi buộc nó chặt không? Bây giờ mới coi nó chặt nên mình không nới nữa. Đấy còn thân này thì nó không phải là sạch nhưng mà thân nó khá là nó vàng. Đây nó vẫn có chấm tím này, nhưng thân rất đẹp. Thường thường thân vàng óng đẹp. Đấy chấm này nó vẫn có. Dòng cây nó rất đẹp, lá này lá nhựa dày nó che nhưng mà dày. Đấy thì cứ quay đây, bạn nào không ấy thì tôi đã để mai kia tôi sổ hoa thôi. Đấy, cây này thì đấy chưa có hoa, kiến riêng chưa có hoa, thân mảnh thân nhỏ. Đây này tôi trồng từ thời lá này, lá rừng đến đây. Cây này đấy từ khi trồng nó lên đây, cây này là trồng lâu từ hồi đầu năm nhưng mà nó chưa có hoa, nó không có hoa, gọi là cây chưa hoa. Nó gần được 2 gang. Bạn nào siêu tầm thì cây hình số 5 à số 8 này là 500.000. Và cây này gửi đi thì bóc nhổ ra chứ cái chậu đất là không ấy được. Đấy hôm nay thì đưa lên một số cây như thế, thì bạn nào siêu tầm thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 207. Video này tôi làm đây kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.